trong kỷ nguyên dĩ nhân vi bản trong giới kinh doanh tại nhật bản đầu tư vào giáo dục cho nhân tài luôn là ưu tiên hàng đầu không ai keo kiệt cho việc này và vì vậy ông takeyama đã bắt đầu công việc của mình rất suôn sẻ đó chính là tạo ra những lớp học giáo dục mà trong đó các học sinh của ông đều đến từ các công ty lớn hàng đầu một số còn là ứng cử viên cho vị trí chủ tịch tương lai để mở rộng tiếng tăm cho lớp học ông takeyama đã mời các giảng viên nổi tiếng nhất ở nhật bản đến giảng dạy chi phí mà các giảng viên này đắt tới mức đáng kinh ngạc, nhưng học phí họ thu được thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn. Học phí là 500.000 yên mỗi nửa tháng, khoảng 105 triệu đồng. Và lớp đầu tiên tuyển sinh được 30 học viên, sau đó nếu muốn tham gia lớp học cần đăng ký trước và phải một vài tháng sau mới được chính thức vào ngay giảng. Một công ty vô cùng đơn giản và không có quy mô đáng kể như của ông Takayama ngược lại lại rất có lãi sau khi trừ chi phí thuê giảng viên tiền thuê lớp học và chi phí quảng cáo mỗi tháng ông Takayama kiếm được khoảng 10 triệu yên là khoảng 2,1 tỷ đồng Người giàu dù có tiết kiệm tới đâu thì mức chi tiêu tiền bạc cũng luôn hơn người nghèo rất nhiều. Dẫu sao thì kiểu xem tiền như mạng sống giữa khư khư là vô cùng hiếm.